quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 13 tháng 1 năm 2024 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió nhẹ, trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió nhẹ, trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ, nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông, phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Khu vực Nam Trung Bộ, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.